Hello tất cả mọi người. Hôm nay đây mình gửi cái này ra. Hôm nay đây mình bắt đầu mình làm cái video clip ấy để mà chia sẻ với các bạn. Ở một số cái video trước á thì có một số các bạn thắc mắc cũng như hỏi mình về cái cách thức mà tháo ráp cái dây treo của cái máy giặt được này kia nọ đó, Toshiba cái Casio. Thì hôm nay bắt đầu mình có thời gian rảnh á, mình làm cái video này để chia sẻ tất cả các bạn để tháo cái tờ giấy này ra, cái cách để mà chúng ta tháo cái tia treo ra, với lại đồng thời sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà những cái anh em thợ điện lạnh á, người ta tháo ra để mà đồng sơn như thế nào. Ví dụ một cái máy nó cũ mềm vậy nè, đúng không, một cái máy nó cũ kỹ vậy nè, nó dính dầu dính mỡ mỡ băng keo tùm lum các kiểu, và nó dơ hèm trong cái lồng nè, nó cũng dơ lắm luôn, rất là dơ. Chút xíu mình cho điện vô mình mở cái khóa này ra thì sẽ tốt như thế nào, không cách mở ra làm sao. Thì video này nhằm mục đích gì như vậy, để mà hướng dẫn các bạn. Thì chút xíu mình sẽ mở cái bung cái đầu ra như vậy, mở bung cái đầu này ra nè, mở hết tất cả cái da, kể cả những cái bộ phận lồng tia keo của nó luôn. Thì các bạn theo dõi cái video này để biết cách thức tháo nha. Trước tiên chúng ta sẽ tháo cái này ra trước, tại vì cái máy đã kịp được kiểm tra rồi, mọi thứ nó đều bình thường hết, nó chạy rất là tốt, cho nên đâm ra mình cho tiến hành mở nó và để sơn cái máy lại, bởi vì nó bị nó cũ rồi, cái nước sơn bên ngoài nè nó tan nó xét, các bạn biết là thấy không, nó xét và nó cũ lắm rồi đấy. Thì mình sẽ cho sơn mới lại để mà ráp ráp ra thành cái máy cho nó tôm tắt hoàn chỉnh chút xíu, không có gì. Rồi bây giờ mình sẽ mở này ra, ta sử dụng cái súng bắn pin, một cái súng bắn pin nè, để cho nó nhanh hơn là mở ra như cái gì lần đầu trước. Thì lưu ý nha, khi chúng ta mở á, có một số chi tiết chút xíu nó liên quan tới dây điện. Chúng ta sẽ kiểm tra và đánh dấu dây, ví dụ mà dây như thế nào, kiểm tra và tính cho mình kỹ chút xíu. Rồi mình sẽ thay thêm một số đồ luôn. Đấy. Rồi mở được ra. Tiếp đó là chúng ta sẽ mở cái phần nắp này, nhưng mà trước khi mở cái nắp này ra ngoài, mở bung nguyên cái đầu ra luôn. Chúng ta sẽ tháo cái phần dây điện như này nè. Có nhất là rất là nhiều dây điện như đây bên trong này nè, chúng ta sẽ tháo ra hết rời hết. Thì các bạn lưu ý nha, cho cái hướng dẫn cái cách mình tháo, các bạn theo dõi cách mình tháo này như thế nào. Đây cái dây này nè ha, đây là dây phao. Thì chúng ta sẽ dùng cái kềm kềm nhọn á, các bạn lưu ý nha, chúng ta đừng có lắc như thế này, lắc như thế này là cầm là lắc 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 lận hơi, cái này nó gãy là thua luôn. Chúng ta chỉ dùng tay kéo cái này ra ngoài ha, kè tay kéo kê ngón tay này nè, kéo ra. Còn nếu mà cứng quá mình lấy cái kềm mình xoay như vậy, xoay xoay theo ngược chiều kim đồng hồ để chi, để cho cái ống này nó di chuyển chứ đã, tại đây trong đây nó có một cái lớp giống như cái lớp dầu hắt mà nó làm cho thầy cứng lại để kín hơi thôi, giống gì để nó chưa xoay vậy để cho nó di chuyển, rồi mở ra cho nó nhẹ nhàng. Thứ hai cái cọc dây chỗ này nè, chúng ta bóp bóp nhẹ ra thôi, có một nhiều bạn xài nó bị gãy thì mình đai cũng như đai nó cũng không có ảnh hưởng gì ha, quan trọng là giữ cố định nó lại. Mình mở ra này. Một tay quay một tay ấy thì nó hơi khó làm. Đấy mở ra hết rồi, tiếp đó là chúng ta mở cái này, mở cái này nè nè, thấy quý vị ha, sao các bạn thấy chứ như thế này đây. Đó thì bây giờ chúng ta để mình chỉnh cho nó xéo xuống để cho các bạn theo dõi nó dễ kỹ hơn. Cái chỗ này ở đây có con ốc đã bị mấy anh thợ khác nó tháo rồi, thì bây giờ chúng ta nhiệm vụ chúng ta mình tháo cái này ra. Đây là mình dẫn hướng dẫn cái video để mà tháo một cái đầu ở trên này, để chúng ta kiểm tra cũng như tháo chi tiết nó ra để mà mình tổng vệ sinh, hoặc là mình đi làm mới, sơn mới, đánh bóng mới, thì đó là cái cách tháo làm nó ra. Sẵn dịp là mình hướng dẫn cho các bạn cái cách mà tháo ti treo mà chỉ với một người thôi, không có cần phải người thứ hai chi cho nó mất công ha. Đây là cái cầm điện thoại mở ra luôn. Đây là rồi, mở ra hết. Để chỉ làm món đó thì các bạn lưu ý nha, trong cái bo mạch á của cái Toshiba hoặc thậm chí của bất kỳ cái hiệu nào chăng nữa, thì chúng ta cũng không có gì mà phải kêu bằng là bối rối cả, tại vì mọi cái bo mạch điện trên đây nó đều có tuân thủ theo cái màu của nó ha, thì chúng ta làm đúng màu thôi. Ví dụ như ở đây là có hai màu, là màu cà phê
nó có màu cà phê với cái màu xanh thì là dây nguồn nè, đó có màu phải không, thì chúng ta chỉ cần đây màu đen, đây màu trắng, thì mình ráp, mình nhớ mình ráp theo màu thôi, giống gì khó. Đây nè, mở nó ra đấy, mình mở ra, tại một tay mình làm một tay mình ấy thì khó khó làm. Có các bạn xem đây mà nói ra được ha. Rồi cái này chỉ là hai cái màu này nó hơi đặc biệt rồi cho nên chúng ta chú ý thôi, còn cái kia thì nó dễ hơn, nó đơn giản hơn. Mở ra rồi tiếp theo chỗ nào mình lấy á, để mình lấy cái đây là cái dao nhé, mở ra chỗ này nè. Đây mở ra ha, thì sau này chút xíu chúng ta sẽ làm lại một cách nó tôm tắt gọn gàng chứ không có làm cổ thả gì được, nó nhìn nó gớm quá đó, quá gớm luôn, bịch thì lông và bả luôn. Đây dây nguồn, ở đây các bạn lưu ý nè, nó có rất nhiều màu, các bạn lưu ý nha. Thì khi chúng ta tháo á, chúng ta căn cứ theo những cái màu có sẵn này, ví dụ hai cái này nó đáp nối với nhau bằng cái màu như là vàng xanh lá và cái màu hồng, thì chúng ta nó kết nối giống giống nhau không, thì thấy không, đây màu xanh với màu tím, còn đây là màu xanh màu tím với màu xám, còn đây màu xám màu đỏ. Nói chung là hai cái dắt dắt đực dắt cái á thì nó có cái dấu hiệu giống như nhau, thì chúng ta chỉ cần chấp nối hai cái lại thôi là nó xong. Chỉ bị vậy thôi, mở ra, chúng ta mở ra vậy, nó như vậy nè, bấm cái ngàm ở chỗ đây nè, bấm cái ngàm mạnh xuống, có cái ngàm nhỏ nhỏ nằm đây nè, bấm, kéo ra, rồi xong, chỉ còn cái này thôi, có cái ngàm, đẩy nó ra, đẩy cứng ha. Đây nó có ngàm nè, trời ơi, cũng bà cố luôn. Trời luôn rồi. Rồi các bạn tiếp đến, các bạn lưu ý nha, ở đây ra có gì nguồn thì ta dùng một cái kìm cắt, ở đây có cái ngàm đúng không, màu đen ở đây nè, đây chỗ màu đen nè, mình dùng cái kìm chỗ này mình bóp cái miếng nhựa lại nha quý vị, bấm nó ra, đẩy bóp từ từ ra rồi nó ra đó ha, là ok, coi như cái phần điện là chúng ta tháo cũng tương đối là đã gọn gàng rồi ha. Mình tháo làm sao cho nó trống luôn cả cái thùng này càng tốt. Rồi nhiệm vụ mình tháo tiếp tục, mình bỏ thằng này đi, mình tháo con ốc nằm dưới đây, đây có con ốc nè, tháo ốc đó, tháo hai con luôn, con dưới đây với con đây luôn ha, thì mình tháo ra hết chỗ này đây, đây có con ốc này nè, bên đây nè, tháo con này vậy, tháo con này luôn thì mình tháo đó. Rồi tiếp theo chúng ta mở bung cái đầu ra, rồi mình mở lấy cái chi tiết đó nha quý vị, mở mấy con ốc này ra thôi nè, đơn giản lắm, bốn con. Và nó có hai con ở đây nữa. Đây. Con này. Và con này. Hình ốc của bo. Và mấy bạn này quậy bấy ngày con ốc rồi luôn, rồi phải mở bằng chế tác mới được, quá trời nè. Bây giờ mình tháo cái này nè, cái đầu này ra, mình để qua ba đàn ra để sẵn, chút xíu mình sẽ tháo chi tiết nó luôn nha, tháo chi tiết nó ra sau, cái này cái đầu là bung ra. Để bây giờ mình hướng dẫn các bạn từ từ nha, bằng cách là mình gỡ cái ốc ra hết mình lên.
coi như mình tháo cái đầu để riêng chút xíu mình giải quyết nó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo cái ti. Thì lưu ý nha, trong bất kỳ cái máy giặt nào, đặc biệt những cái máy cửa trên, Toshiba, Sanyo, LG, Habara, nó đều có cái sự đánh dấu. Nghĩa là sau khi chúng ta tháo ra, chúng ta lấy băng keo đánh dấu của hai cái ti trên hoặc cái ti dưới, nó theo thứ tự của nó. Bây giờ chúng ta sẽ tháo hai cái ti ở đằng sau ra, cây bên này và cây bên này nha. Thì sau đó chúng ta lấy băng keo chúng ta quấn lại, mình bỏ riêng nó. Rồi cái cây đằng trước mình tháo hai cây để mình để riêng ở bên ngoài, mình không cần quấn băng keo để làm dấu nha quý vị nha. Rồi xem nha, bây giờ mình chỉ thực hiện có một người thôi. Bây giờ các bạn xem nha, bây giờ mình sẽ tháo là lần lượt cây này với cây này là một cặp, mình sẽ lấy băng keo quấn lại bỏ riêng bằng bên. Sau đó là tới hai cây kia, hai cây đằng trước đó thì chúng ta để riêng, chúng ta không cần quấn băng keo để đánh dấu là nó nằm ở phía trước nha. Rồi. Như thế này nha, chúng ta dùng cái tay nâng lên. Một người làm nó không cần nhiều người nha quý vị. Một người thôi. Nâng lên. Bởi vì cái cây tô này, Toshiba này nó cũng không có khó mấy. Nó đơn giản lắm, bởi vì nó có cái kẽ chỗ này nè. Các bạn thấy cái kẽ chỗ này nè. Đấy, đời những cái đời mới, những cái máy giặt đời mới sau này nó làm nó rất là đơn giản, chúng ta tháo cũng rất là nhanh nữa. Nó thuận tiện cho cái việc bảo trì, bảo hành sau này. Cây còn lại tương tự nè, cây này nè, thì mình dở lên một tay cái mình nâng lên, nó rất là nhẹ, là mình kéo nhẹ lên thôi nè, đấy, kéo lên thôi, đấy rồi. Ok, nó là như vậy. Hai cây này, đây là hai cây chúng ta lấy bằng keo chúng ta quấn lại. À, đặc biệt các bạn lưu ý nha, ở đây nó có một cái màu xanh này thấy không, một cái màu xanh, cái này có màu xanh, thì nhớ để mà khỏi nhầm lẫn, chúng ta lấy bằng keo quấn lại. Đây mình quấn là mình bỏ riêng qua để mà nó ấy luôn, nó bỏ nhầm lẫn với hai cái cây từ trên. Thì hôm nay là mình muốn tháo cái máy này ra để mình sơn lại để sẵn dịp làm video cho các bạn xem luôn đó, chứ không có gì hết trơn. Rồi để đây nó dính mỡ bò quá trời rồi. Đấy, tiếp tục hai cây này nữa, thì hai cây này cũng làm tương tự như là lúc ban đầu thôi, mình cũng nâng lên rồi bắt đầu mình tháo nó ra, nâng lên lại nè, đấy cao lên, kéo nhẹ nó ra mất tiêu rồi, đâu còn khó đấy. Ok xong, cái này mình để riêng, cái kia cũng để riêng luôn. Thì tháo ti này cũng rất là đơn giản, không gì khó cả, cái con này rất là đơn giản. Chỉ cần chúng ta có sức chút xíu thì chúng ta làm được thôi. Rồi. Coi như là mình tháo 4 cái ti rồi, hồi lúc nãy mình tháo ở cái ống xả dưới này rồi nha quý vị. Ống xả này nè, đã mình tháo luôn rồi. Tháo xả ra bây giờ dính cái lòng nó ra ngoài. Vậy thôi. Giờ nó chỉ còn mỗi cái thùng này thôi ha, chỉ mỗi cái thùng này thôi nè. Nhiệm vụ của mình còn lại đem đi sơn, nhưng mà chúng ta tháo này ra, tháo ra, tháo mấy miếng nhựa ra hết để chi, để đem đi sơn đó. Chứ nhiều khi mấy ông thợ sơn, mấy ông cẩu thả đó, mấy ông làm mất hết trơn rồi ha. Thì mình sẽ dùng cái vít dẹp hồi nãy ra. Một con, một cái này, hai cái trắng, hai bên nữa, hai cái trắng hai bên là xong.